Chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Báo Hận Tình của tác giả Lương Khánh Ly, tập 2. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xe buýt đi ra ngoài thành, gặp đoạn đường gồ ghề nghiêng qua nghiêng lại, khiến cho con người cũng lắc lư theo. Đào ngồi trên xe, mặt trong bình thản nhưng lòng nặng trĩu. Một tay cô tựa lên cửa chống đỡ phần trắng, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Từng hạt mưa hất vào trong tấm kính, tạo nên một khung cảnh mờ nhạt như cuộc đời của cô vậy. Ánh mắt hụt hẫng lúc đó của Vũ cứ ám lấy cô, khiến cho cô không sao vui nổi. Cô biết mình có lỗi với anh nhiều lắm. Xe buýt dừng lại bất ngờ, khiến cho hành khách trên xe hơi ngã người về phía trước một chút. Được một lát thì có một bà cụ chừng 60 tuổi bước lên xe. Bà ta nhìn qua một lượt xem có chỗ nào còn trống hay không, sau đó liền mỉm cười với Đào. Có lẽ bà ta định ngồi cạnh cô, vì dù gì cái chỗ bên cạnh vẫn còn trống, chỉ để có cái túi xách cô đang để tạm ở đó mà thôi. Nhưng khi bà ta bước lại gần chỗ Đào, cách một hai ghế, thì bỗng dưng tỏ ra thái độ sửng sốt, miệng hơi há hốc ra, lấy tay dụi mắt rất nhiều lần, giống như xem mình có nhìn nhầm hay không. Đến khi chắc rằng bên cạnh Đào đang có một đứa bé, liền nhận ra chỗ đó không thể ngồi. Khuôn mặt trắng bệch, hệt như tụt huyết áp đi. Bà cụ 60 vội ngồi tạm xuống cái hàng ghế trên, thỉnh thoảng ké nhìn xuống cái chỗ Đào mà ngơ ngác. Nhận ra đứa trẻ mắt đỏ đục đang nhìn mình, thì lại há hốc miệng, mặt không còn một hột máu nào mà quay lên. Xe buýt tới bến, vài ba người xuống xe. Ai ngang qua chỗ của Đào đều phải bịt mũi, vì nghe một mùi hôi thối bốc lên. Thế nhưng không ai lên tiếng cả, vì ai cũng đang vội xuống xe để mà bắt một chuyến khác. Trong những người đó có bà cụ 60 kia. Bà ta ôm chặt cái túi của mình, mặt vẫn hiện rõ nét buồn bã. Trước khi rời khỏi đi, còn không quên quay xuống nhắc nhở Đào. Cái túi của cô chứa nhiều oán khí quá, cô nên mang lên chùa tụng kinh, giảm bớt hận thù đi cô à. Đào không hiểu ý bà cụ muốn nói gì. Đôi lông mày cô nhíu lại đầy khó chịu, mắt ngó lơ đi chỗ khác, không quan tâm tới bà ta. Bà cụ nói xong thì cũng liền rời khỏi đi. Xe tiếp tục lăn bánh, chừng đâu một phút thì hành khách lại được một phen khiếp vía. Bà cụ 60 ban nãy còn sống sờ sờ là như vậy, mà một phút sau đã bị một chiếc xe công nông cắn văng ra bên đường. Vì có tai nạn cho nên tài xế tạm dừng xe, chạy xuống mà giúp đỡ một tay. Một vài người tò mò cũng xuống theo, trong đó có cả Đạo. Từ ánh mắt cho tới khuôn miệng của cô hiện ra một vẻ sửng sốt, mà hét lên thành tiếng. Xác của bà cụ nhuốm máu tươi, khuôn mặt sắp nát bét nhận không ra nữa rồi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn mở trừng trừng. Người ta nhìn thấy trong đáy mắt của bà có hình ảnh một đứa trẻ con. Đám đông chen chúc, ai ai cũng kinh hãi, ngoại trừ đứa trẻ đang ôm lấy chân của Đào. Nó đứng đó cười thích thú với những gì mà mình đã làm ra. Quá ra lúc nãy người gây ra tai nạn cho bà cụ chính là nó. Chính nó đã xô bà để bà bị chiếc xe công nông kia cán qua. Ai bảo bà ta nhiều chuyện, định khuyên mẹ của nó đem nó lên chùa chứ. Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn Đào, lay người cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Âm thanh vang lên lanh lảnh. Đào bất giác quay đầu về tứ phía để lắng nghe cho rõ hơn. Cô cảm nhận được thứ âm thanh đó đang gọi cô, chứ không phải là ai khác. Thế nhưng là ai gọi mới được chứ? Xung quanh cô mọi người đều đang chú ý tới bà cụ, không có ai trông giống như đang trêu đùa cô cả. Mẹ ơi, lên xe thôi. Đứa trẻ gọi lại một lần nữa, khiến cho cô càng sửng sốt hơn. Lòng cô ngập tràn hoang mang, nhưng rồi cũng leo lên xe. Tài xế cho xe dừng khoảng 30 phút, chờ cho công an cán bộ địa phương đến để giải quyết thì mới tiếp tục cho xe khởi hành đi. Vụ tai nạn vừa rồi không khỏi làm cho các hành khách lo lắng. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy bất an trong lòng. Mưa bắt đầu trả trích trở lại, gây không ít cản trở cho xe lưu hành. Thỉnh thoảng xe vẫn phải dừng lại vì xa lầy giữa đường.
mãi cho tới chiều tối xe mới có thể dẫn Đào tới nơi cần tới. Nhà của thầy Thịnh nằm ở trong một ngóc ngách, cô buộc phải thuê xe ôm để chở tới. Bầu trời đen kịt, báo hiệu một cơn mưa lớn nữa sẽ ập đến vào tối nay. Nếu không kịp tới nơi, chắc có thể Đào sẽ bị dính mưa và phải dừng lại thuê trọ. Số tiền cô mang theo chỉ vừa đủ để cho cô trả tiền xe, mua một bữa ăn, còn lại trả cho thầy Thịnh. Chi thêm những khoản phát sinh nữa, cô sợ sẽ không đủ. Vỗ nhẹ vào vai xe ôm, Đào dục: "Nhanh lên đi chú ơi, sắp mưa rồi." "À, dạ dạ. Con xe này bữa nay bị cái gì á mà chạy chậm vậy không biết nữa." Vừa chạy, chú xe ôm vừa lẩm bẩm. Chiếc xe của chú tuy cũ nhưng mỗi hôm chạy rất ngon lành. Bình thường chở một người cộng thêm một cái tá đồ đạc cũng chẳng sao. Hôm nay cứ vừa thấy vừa nặng, vừa rì rì như ngựa đau chân. Trời tờ mờ tối, cộng thêm mưa rơi rả rích nên cần phải bật đèn xe. Bằng một cách nào đó vô tình, chú bật đèn xe lên thì chiếu trúng chiếc xe đang chạy ngược chiều với mình. Theo phản xạ, người kia nheo mắt lại, bị ánh đèn vàng khè làm cho lóa mắt. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Ấy thế mà đứa trẻ ngồi trước đầu xe ôm kia còn dám lè lưỡi ra trêu chọc. Đi lại gần hơn một chút, người kia lên tiếng chửi: "Nè, chiếu đèn chứ bắt người ta vậy sao? Thằng nhỏ kia, mày đừng có mà láo tét nha." "Dạ dạ, cậu cho tôi xin lỗi." Chửi xong, người kia chạy xe vụt qua. Lạ thay, lúc không còn bị ánh sáng đèn làm cho lóa mắt nữa thì anh ta không nhìn thấy một đứa trẻ nào. Nhưng anh ta chắc chắn là mình không có nhìn nhầm. Cảm thấy có chút khó hiểu, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Vì không để ý phía trước mà vô tình tông trúng cái cột mốc, xe bị vỡ yếm. Nhưng may người trầy nhẹ thôi, chứ không cũng không biết cậu cứu ai giữa cái trời mưa này. Tức mình, anh ta lại chửi: "Mẹ kiếp nữa." Xe đi qua một cánh đồng rộng mênh mông. Xung quanh không có nhà cửa, không có cây cối. Do trời mưa cho nên đường trơn, khiến cho xe bị lầy, nhích không nổi bánh nữa. Đào ngồi trên xe sốt ruột nói: "Sao rồi chú?" "Ê, cái đường này trơn quá cô ơi." Cứ lầy lội kiểu như thế này, chắc sáng mai mới tới nơi mất. Nóng lòng, Đào đành xuống xe. "Vậy cho con hỏi, bản bương còn xa không chú?" Cũng không có xa nữa đâu cô. Đi hết cánh đồng này á là vào tới xã Bản Ná. Hỏi dân là người ta chỉ cho thôi." Đào đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi lục trong túi sách ra trả tiền cho chú xe ôm. Mặc dù đã mặc áo mưa trên người, nhưng để tránh không cho bị ướt, cô lôi trong túi ra thêm một cái ô để che chắn. Sau đó quyết định sẽ đi bộ tới nhà của thầy Thịnh. "Dạ, thôi chú cho tôi trả tiền xe, có khi tôi đi bộ cho rồi." Chú lái xe nhận tiền, nhưng vẫn cảnh báo Đào: "Nè, trời tối vậy rồi cô đi được không? Xa thì không có xa, nhưng mà cũng mỏi chân lắm đó cô." "Không sao, tôi đi được." Nói xong, Đào lại một tay che ô, một tay cầm điện thoại mà rọi đường. Không hiểu sao cứ thấy nặng nề trên vai. Vì xe bị dính lại cho nên chú xe ôm phải vất vả đổ mồ hôi hột ở giữa đường mới đẩy được nó lên. Lúc chú nổ máy thì cũng là lúc Đào đã đi xa cách một khoảng rồi. Xe chú chiếu phía sau cô gái nhỏ, trên lưng cõng theo một đứa trẻ con. Chú lắc đầu mỉm cười, nhưng nhận ra từ nãy tới giờ cô gái nó đi một mình mà. Chú lại nhớ tới lời của cậu thanh niên bị mình trội đèn xe trúng. Bất giác trong lòng thấy hoảng sợ, vội vàng quay đầu xe một cách gấp gáp. Đường đồng heo hút, mênh mông không có lấy một bóng người, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu lên trơm rã. Một mình đi giữa cánh đồng như thế này, nói Đào không sợ là nói dối. Tay cô cứ siết chặt lấy cái điện thoại, nó là thứ duy nhất dẫn đường cho cô lúc này. Nếu mà trời, chắc còn nước ngồi khóc giữa đồng mà thôi. Những tiếng sấm nổ không báo trước khiến cho Đào giật mình, làm rơi cái điện thoại. Ô cũng bị thả xuống đất. Đào sợ nhất là tiếng sấm, vì vậy mỗi lần nghe thấy nó là cô vội vàng bịt ngay tai lại, hai mắt nhắm tịt đi. Đào thở gấp, sụt sịt lên vì cơn sợ. Đến khi tiếng sấm không còn nữa thì mới có thể bình tĩnh hơn. Đó cũng là lúc cô gặp được một cô gái. Cô ta giúp Đào nhặt điện thoại lên. Đào cúi đầu nhận lại điện thoại từ cô gái, đồng thời cũng tiếp tục nhặt chiếc ô lên để che. Do lúc nãy làm rơi nên ô của cô bị gãy mất một thanh sắt đi. "Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đi đâu đây?"
Bằng một chất giọng đều đều, cô gái kia đáp lại lời cảm ơn của Đào. Đôi mắt thâm của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào Đào không thôi. Tôi đi tới bản bương. Đến bản bương làm gì? Cô gái này thật kỳ lạ, hỏi rõ như vậy để làm cái gì không biết. Bất giác cô khiến cho Đào hơi khó chịu, dù vừa rồi cô ta là người giúp đỡ Đào. Tôi tìm thầy Thịnh. Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với người lạ mặt, cho nên nói xong Đào cũng bước đi tiếp. Riêng cô gái kia thì vẫn đứng ở đó ngoảnh nhìn theo Đào. Trên người cô ta mặc một chiếc áo cộc tay, quần đen sạm, mái tóc xõa ngang bết ướt vì mưa, khuôn mặt lại trắng phệch phờ phạc như người bệnh. Trong đêm tối, đôi mắt cô gái sáng rực lên như mắt mèo, miệng hơi há ra để lộ hàm răng nanh. Khác hẳn với vẻ chậm chậm ban nãy, cô ta nhanh tới nỗi Đào đã đi gần hết cánh đồng mà vẫn có thể đuổi theo kịp. Khi chỉ còn cách Đào một cự ly ngắn, hai tay cô ta giơ lên như mèo cạo, đầu ngoẻo lại sang bên phải định vồ lấy Đào. Tưởng chừng như cô ta sẽ hút được hồn của Đào, nhưng khi đã sát gần lại thì bị đứa trẻ trên lưng Đào nhìn thấy. Nó nhoẻn miệng cười, sau đó cười lên một tràng khanh khách khiến cho người ta chối tai chóng mặt. Tiếng cười của nó làm rung cả đất trời, làm cho lá cây như có một đợt gió thổi mạnh cứ thế mà lung lay. Bất giác cô gái kia buộc phải bịt tai lại, vẻ mặt tức giận nhăn nhó đầy khó chịu. Nhưng được một lúc sau, mắt cô ta bỗng dưng chuyển từ màu xanh sang đỏ, rực lên giữa trời đêm. Đầu cô ta ngoẻo từ bên phải sang bên trái. Tiếng cười của đứa trẻ không còn là thứ trở ngại của cô ta nữa. Đôi môi tím tái của cô ta bật lên một nụ cười. Dường như cô ta chẳng cần vội vàng, chuyện hút được hồn của Đào là sớm muộn mà thôi. Chỉ cần hút hồn của một người cuối nữa thôi thì con ma lang thang như cô sẽ được đầu thai. 15 năm chết trẻ ở cái bản nghèo nàn này không được siêu thoát, cô ta đã quá chán nản rồi. Thấy cô ta như vậy, đứa trẻ không cười được nữa, thay vào đó là một khuôn mặt mếu máu. Nó bắt đầu khóc lóc. Đứa trẻ chẳng còn trở thành vật cản, cô ta cứ thế mà hành động. Khóe môi cô ta kéo dài đến tận mang tai, miệng há ra rộng toát như cái miệng lu, chờ nuốt trọn hồn phách của Đào. Để làm được điều đó, cô ta đưa tay lên ngang bằng với gáy của Đào. Những cái móng dài nhọn hoắt đen xì chụm lại xòe ra làm động tác kéo hồn. Ấy thế mà Đào vẫn cứ bước đi một cách bình thường, chẳng hề biết nguy hiểm đang trình rập tới. Đứa trẻ trên lưng vì kinh hãi mà khóc lớn hơn. Tiếng khóc của nó vang xa, khiến gió thổi lên lồng lộng. Cơ thể của Đào hơi co lại vì lạnh, cũng là vì sợ. Cô cảm nhận được có một điều bất an đang ập tới, nhưng cảm giác rất mông lung, không rõ là chuyện gì. Đôi chân cũng vì thế mà bước nhanh hơn. Rồi cô thấy mình như bị ai đó giữ lại, không tài nào bước tiếp được nữa. Ngực cũng bắt đầu cảm thấy đau. Đào ngã quỵ xuống đất, uể oải vô cùng. Cả cơ thể như không còn sức sống, đôi mắt chỉ muốn díu lại mà thôi. Con ma kia sắp thực hiện được âm mưu của mình. Nó thấy phấn khích vô cùng, nhưng vẫn rất thận trọng. Tay nó cứ chụp lại, xòe ra, cứ lặp lại như thế. Đến khi sắp tách được hồn Đào ra khỏi thân xác, thì bị đứa trẻ trên lưng của Đào quấy rối. Nó không nói không rằng, không sợ sệt, mà chạy tới ôm lấy chân cô ta, nhè những cái răng nanh mới nhú ngoạm cô ta một miếng vào chân thật đau đớn. Bị tấn công bất ngờ, con ma buộc phải tạm dừng lại âm mưu của mình mà chú tâm đối phó với đứa nhỏ. Mặt con ma nữ nhăn lại xấu xí, thể hiện một sự tức giận. Cái chân bị đứa trẻ ngoạm cứ quăng tới quăng lui như muốn hất nó ra xa, khiến cho lưng của đứa trẻ có khi đụng trúng phải tảng đá, có khi đụng trúng cành cây ven đường. Thế nhưng nó vẫn không chịu bỏ cái chân ra, cứ ngậm lấy mà cắn thật sâu. Bất lực, con ma đành phải dùng đòn hiểm. Nó giơ cao tay trái, xòe ra những cái móng dài nhọn, định chọc thủng xuống đầu đứa trẻ cho nó tan hồn nát phách đi. May thầy, lúc ấy có một người phụ nữ mặc váy áo dân tộc gõ ống tre đi ngang qua. Vừa gõ bà ta vừa hát một bài hát bằng tiếng dân tộc mà Đào không sao hiểu được. Cô trố mắt ra mà nhìn bà đầy lạ lẫm. Tiếng gõ ấy vậy mà lại có tác dụng với con ma kia. Hai tay nó mất dần đi những chiếc móng vuốt nhọn quắc,
Cái miệng rộng toát tới mang tai cũng thu nhỏ lại thành một đôi môi thâm sị. Khuôn mặt của nó tái nhợt như hồi ban nãy. Đôi mắt cũng không còn trực đỏ, mà chỉ còn lại hai cái quầng thâm. Có lẽ đó là một bài hát xua đuổi ma quỷ. Ngay cả đứa trẻ cũng cảm thấy chóng mặt. Nó yếu ớt ngã lăn ra đất. Còn con ma nữ kia thì cũng chạy dội chạy vàng đi. Chờ cho nó đi rồi, người phụ nữ mới thôi không gõ nữa. Bà mỉm cười với đứa trẻ, đồng thời nó cũng cười đáp lại với bà. Lúc nãy là bà nghe tiếng khóc của trẻ con nên mới biết nơi này có chuyện. Cũng thật may mắn là tới kịp để cứu đạo, thoát khỏi con ma kia. Nè, cô có sao không vậy? Bác nói được tiếng kinh hả? Đạo có vẻ hơi ngỡ ngàng, khiến cho người phụ nữ không khỏi bật cười. Có chứ, tôi là người kinh lên đây lấy chồng. Ở đây ai cũng nói được tiếng kinh cả, không có như cô nghĩ đâu. Sở dĩ Đào buộc miệng nói ra như vậy là vì cô thấy bà mặc váy thổ cẩm, đầu quấn khăn, ban nãy còn hát tiếng dân tộc, làm cho cô không thể hiểu nổi, cho nên mới hỏi bất lịch sự như vậy. Biết mình không phải, cho nên Đào hơi cúi mặt xuống, vẫn giữ thái độ ôn hòa. Bà đỡ Đào đứng lên. Cô đi đâu mà giữa đêm tối như thế này? Có biết suýt chút nữa bị con ma nữ kia ăn mất hồn rồi không? Đào lắc đầu. Cô nhớ lại cô gái kỳ lạ khi nãy, lòng đầy sợ hãi. Có phải cô gái ban nãy không ạ? Cô ta đó. Thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy mệt mỏi. Dạ, dù gì cũng cảm ơn bác. Rồi người phụ nữ cũng không giấu giếm gì, kể lại mọi chuyện liên quan tới con ma lúc nãy cho Đào nghe. Cô ta giống là một cô gái đẹp, lại thông minh, nhà cũng khá giả. Khoảng hơn 10 năm trước, có một chàng trai lên bản đi công tác, tiện dạy chữ cho bà con. Chàng trai ấy nhiệt tình lại tốt bụng, nên con gái ở bản phải lòng lắm, trong đó có cô ta. Giữa hai người họ nảy sinh tình cảm, rồi ăn nằm với nhau. Nhưng rồi chàng trai hết chuyến công tác thì bỏ về xuôi. Anh ta có hứa sẽ quay lại cưới cô gái, khiến cho cô ta cứ chờ đợi. Cuối cùng cô ta quyết định xuống xuôi tìm, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Dĩ xuôi xô bồ tấp nập, cô biết mình không thể sống ở đó nên quay trở về. Nhưng khi về bản cô ta còn vác theo một cái bụng bầu. Mà kể cũng tội, lúc ấy luật làng còn cổ hủ, con gái chưa chồng mà chữa thì chỉ có bị đánh cho sảy thai rồi đem ném xuống suối mà thôi. Đợt đó cô ta bị đánh tới chết, xác ném trôi vất vưởng, lòng còn ôm hận mà cứ lẩn vẩn ở đây ăn hồn những người lạ dưới xuôi tới. Đạo nghe kể chuyện mà bất giác trùng mình. Còn đứa trẻ vì mệt cho nên nằm thiêu thiêu ngủ trên lưng của cô. Tiếng sấm lại vang lên, Đạo nhăn mặt sợ hãi. Nhìn trời đen kịch như thế này, quả không tránh được một cơn mưa giông lớn rồi. Thế bây giờ cô định đi đâu? Dạ, tôi đến nhà thầy Thinh. Người phụ nữ hơi nhướng mày, rồi điếc nhìn sang đứa trẻ trên vai của Đạo, vẻ mặt như hơi hiểu ra chuyện gì đó rồi. Tôi sẽ dẫn cô tới đó, nhưng có điều này phải dặn cô trước. Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng nó ngây thơ và vô hại lắm. Với những đứa trẻ không may chết sớm đó, chúng cũng không biết oán hận là cái gì. Chúng chỉ biết làm theo người lớn sai bảo. Thế nhưng mà có những người vì hận thù của mình kéo chúng vào cuộc, biến chúng thành những đứa trẻ quậy phá, thì thật không phải với trời với đất. Sau này chắc chắn sẽ nhận quả báo. Tôi nhìn cô cũng còn trẻ, chắc cũng sai lầm. Có lỡ thì mang đứa trẻ lên chùa cho nó được siêu thoát đi. Nghe những lời này, cả Đào và con của cô đều giật thoát mình ngơ ngác. Đứa trẻ càng bám chặt lấy mẹ mình hơn, sợ sẽ phải rời xa. Còn Đào có hơi đứng khựng lại một chút, lòng bỗng thấy xao động. Bác nói vậy là có ý gì? Tôi không có ý gì hết, chỉ khuyên cô vậy thôi. Còn cô thấy làm sao cho phải thì cứ làm. Rồi hai người họ đi tiếp. Cơ thể và tâm trí của Đào luôn cứ cảm thấy thật nặng nề. Một chút ý muốn quay về nhen nhóm trong đầu của cô, nhưng ngay lập tức nó bị dập tắt đi bởi những sự thù hận trong lòng. Không được, cô phải trả thù,
có như thế mới bù đắp được những mất mát của mình, bù đắp được mạng sống của con cô. Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cho cô không biết mình đã đến nơi từ lúc nào, cho tới khi người phụ nữ trung tuổi kia lên tiếng. Tới rồi đó. Lúc này Đào mới nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà sàn, bên trong lấp lóe ánh đèn điện sáng trưng. Người phụ nữ nhấc cánh cổng làm bằng tre đi vào bên trong, cũng không quên gọi Đào. Cô vào đi. Đào hơi ngẩn người, tay cô nắm chặt lấy túi xách, đi theo bà vào trong nhà. Ngôi nhà sàn dựng cách đất tầm một thước rưỡi, muốn lên phải leo bằng thang. Đào bước được bước thứ hai thì bị con chó sủa lớn làm cho thót tim. Nó phá vỡ sự ngẩn ngơ của cô, buộc cô phải tập trung hơn. Bà về rồi sao? Một người đàn ông đang hơ tay bên đống lửa hỏi người phụ nữ trung tuổi, khiến cho Đào ngơ ngác. Cô cứ nghĩ mình đến nhầm nhà thì phải, nhà cô tìm là nhà thầy Thình cơ mà. Cô quay lại nhìn người phụ nữ rồi hỏi: Bác ơi, tôi muốn đến tới tìm nhà thầy Thình cơ. Bà bật cười, chỉ tay về phía người đàn ông đang hơ tay. Ông ấy là thầy Thình mà cô cần gặp đó, cũng là chồng của tôi. Người đàn ông trung niên nghe có người nhắc đến tên mình liền quay lại. Trong ông ta không có vẻ gì giống một thầy pháp cả, cũng chỉ giống như một người dân tộc bình thường. Đặc biệt nhất chắc là cái vết sẹo dài vắt ngang qua mũi ông ta, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến việc ông ta có là thầy pháp hay không. Tôi là Thịnh đây. Tôi là... Cô là cô gái gọi cho tôi muốn luyện quỷ nhi phải không? Dạ đúng. Lúc này Đào mới niềm nở và tin tưởng ông ta hơn. Người đàn ông liếc nhìn sang vợ mình, gật nhẹ đầu ra hiệu. Bà ấy nhanh chóng hiểu ý ngay. Cô đi cả ngày chắc chưa ăn gì hả? Để tôi dọn cơm, rồi cô ngồi ăn cơm với vợ chồng tôi nha. Dạ không cần đâu, tôi không thấy đói. Nhờ thầy và bác giúp tôi, đến đêm tôi còn bắt xe về xuôi. Thầy Thịnh nhìn có vẻ mặt trầm ngâm, giọng ông lơ lớ, rất là đậm chất dân tộc. Cô không về trong đêm được đâu, trên này có nhiều ma lắm. Cứ ăn cơm với chúng tôi đi, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải bàn đó. Một lát sau, người đàn bà bưng mâm cơm đặt giữa nhà. Trong mâm vỏn vẹn có một dĩa măng xào, một tô rau sắn chua nấu chung với cá. Bà mở nắp nồi cơm gan, khói bốc lên tỏa mùi thơm của bắp trộn với cơm. Nhìn những món ăn của họ, Đào có phần hơi ngần ngại. Ở dưới xuôi cô chưa từng được ăn những món như thế này. Người phụ nữ xới cho Đào một bát cơm, gắp cho cô một miếng cá trong tô canh, rồi nói: Cô ăn đi. Đào dùng đũa đưa cơm lên miệng. Hột bắp cứng trộn với hột cơm mềm, nhìn vậy mà không khó ăn như cô tưởng. Hoặc có lẽ là do cô đói, cho nên cảm thấy những món ăn này rất là ngon. Hai người già nhìn nhau, rồi nhìn cô gái đang ăn vội vàng như ma đói mà thấy thương lắm. Họ lắc đầu tội nghiệp cho Đào. Cứ ăn từ từ thôi, cơm còn nhiều lắm á. Đào ngẩng đầu lên nhìn họ đầy cảm kích, rồi cúi xuống mà ăn tiếp. Cô đã nhịn đói cả ngày nay rồi. Thành phố mưa vẫn rơi, có lẽ vì vậy mà người ta cũng ngại ra đường. Hôm nay chỗ làm thêm của Vũ vắng khách hơn mọi khi. Anh ngồi tạm ở một cái bàn trong quán, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cứ cầm chiếc điện thoại như chờ đợi một điều gì đó. Anh Vũ. Mai ngập ngừng gọi, nhưng vì thẫn thờ cho nên Vũ không đáp lại, cũng không nghe thấy tiếng của Mai. Phải cho tới khi cô đưa bàn tay quơ quơ ra trước mặt nhiều lần, vừa quơ vừa gọi, anh mới chú ý tới cô. Vũ giật bắn mình, mặt ngơ ngác. Đặt đĩa bánh xuống bàn, Mai kéo ghế ngồi đối diện với Vũ. Cô đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh, hai tay chống cằm. Em thấy tối nay anh chưa có ăn gì đâu á. Vũ gượng cười. Đúng là anh chưa có ăn gì, bụng có hơi cồn cào, nhưng anh nuốt không trôi. Anh cảm ơn. Nói xong, Vũ lại thẫn thơ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Mai ngồi đó cũng không thèm liếc lấy một cái. Giọng Mai hơi buồn chán, kèm theo một tiếng thở dài.
Anh chờ điện thoại của Đào hả? Ừ. Cô ấy nói về thăm nhà, nhưng mà vẫn chưa thấy gọi lại, cho nên anh thấy hơi lo. Nghe người mình thích lo lắng cho người khác, Mai thoáng buồn. Cô liếc nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi, lòng khó chịu và ganh tị. Như giận dỗi, Mai đứng bật lên đi thẳng vào bên trong, cứ mặc kệ vụ ở đó. Không mấy quan tâm đến thái độ của Mai, Vũ mở điện thoại lên xem giờ. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Đắn đo một hồi, Vũ quyết định bấm máy gọi cho Đào. Màn hình điện thoại của Đào sáng lên là số của Vũ. Cô dựa lưng vào vách, mặt buồn rười rượi. Đầu dây bên Vũ báo thuê bao, Đào đã không nghe máy. Bỗng anh thấy nóng ruột vô cùng, một tay nâng đỡ phần trán. Vũ thở dài phiền muộn. Hôm nay anh đã gọi cho cô hơn 30 cuộc gọi nhỡ rồi. Bếp lửa cháy bập bùng trong căn nhà sàn nhỏ. Mèo con nằm cuộn mình trên lớp tro. Một phần lông của nó hơi xém đi, do nằm gần bị lửa bắt qua. Xung quanh Đào là vách tre, đơn sơ nhưng kiên cố. Bỗng trong đầu cô hiện ra khung cảnh giản dị. Người đàn bà múc cơm cho lợn ăn, người đàn ông chặt tre làm cọc trào lại cái chuồng gà. Ngoài sân là lũ trẻ con đang nô đùa. Sâu thẳm trong cô luôn mong muốn một cuộc sống bình yên như vậy. Nhưng điều gì khiến cho cô phải lâm tới bước này chứ? Thầy Thịnh và người đàn bà sau khi dọn xong bữa cơm tiện xuống dưới gác. Họ thủ thị với nhau điều gì đó mà Đào không hề hay biết. Người đàn bà đang dệt thổ cẩm bỗng quay lại hỏi nhỏ người đàn ông. Ông định giúp cô gái ấy luyện quỷ nhi thiệt sao? Ông ta trích một điếu thuốc lạo, nhả ra làn khối mờ ảo trong đêm tối, vẻ mặt trầm ngâm không nói điều gì. Sau đó lại chú tâm làm nốt những cái hình nhân bằng trơm. Ông cũng biết hậu quả của nó như thế nào mà. Thế nào cô ta cũng gặp chuyện, rồi còn cả đứa nhỏ nữa. Tôi thấy nó không phải là một con ma xấu đâu. Nó cần được đưa lên chùa hoặc là cúng bái để siêu thoát mà làm lại một kiếp khác đó. Giọng người đàn bà có chút bức xúc. Và có lẽ ông Thịnh cũng hiểu bà ta bức xúc vì chuyện gì. Ông cũng rõ rằng việc mình làm là tiếp tay gây ác, nhưng ông có lý do. Đôi mắt ông tối tăm ngẩng lên nhìn vợ. Nhưng mà con của mình ở dưới xuôi á, cần tiền chữa bệnh mà. Nói rồi, người đàn ông vơ đám hình nhân trèo lên trên nhà sàn. Chứ người đàn bà vẫn ngồi bần thần ra đó. Ông ấy nói phải, con của họ ở dưới xuôi đang cần tiền chữa bệnh. Người đàn ông xua con mèo ra khỏi bếp lửa, tiếp tục hơ bàn tay. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Đào nhìn đống hình nhân mà thầy Thịnh cầm theo, bỗng thấy đắn đo. Cô không chắc có nên làm nữa hay không. Ngay giữa lúc ấy, khi Đào còn đang băn khoăn thì có điện thoại gọi tới. Không phải của Vũ mà là của Khanh. Cặp lông mày cô hơi nhíu lại, giơ điện thoại lên nghe. Sao? Đêm qua còn nói sẽ trả thù tôi mà, sao hôm nay không thấy xuất hiện vậy? Cô không trả lời hắn. Nghe xong liền cúp máy ngang. Tay cô siết chặt điện thoại trong tay, nghiến răng lại. Tôi nghĩ kỹ rồi, xin thầy giúp cho tôi với. Ông ấy lúc này mới quay lưng lại, nheo mắt nhìn vào đứa trẻ. Nó mở đôi mắt to tròn đáp lại cái nhìn của ông, rồi sau đó chớp mắt nhìn mẹ nó, không hay biết những chuyện sắp xảy ra với mình. Quan sát đứa trẻ một hồi, ông tiếp tục nói. Để luyện quỷ nhi cần 100 ngày. Nhưng mà đứa con của cô trông thông minh lanh lợi, lại có sẵn sức mạnh, nên chỉ cần luyện khoảng một nửa thời gian đó là thành công rồi. Được rồi. Đào khẽ gật đầu. Cô lôi trong túi xách ra một cái bọc vải, bên trong là xác con của cô. Một cái xác đã thối rữa và bốc mùi. Thầy Thịnh cầm lấy, hơ qua đống lửa trên bếp để cái xác hơi teo lại. Có lẽ vì thế mà đứa trẻ bên cạnh của Đào cũng đang trở nên quắn quéo. Mẹ ơi, nóng, nóng mẹ ơi. Đào ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, nhưng cảm nhận rất rõ ràng đau đớn mà con cô phải chịu.
không giấu nổi sự thương xót. Cô trừng trừng nước mắt, sợ con đau nên Đào định kêu ông ta dừng tay. Giơ bàn tay ra, ông ta hiểu Đào không cần quá lo lắng. Mũi ông hơi nhíu lại, vết sẹo gì thế cũng nhăn nheo, dồn tụ lại với nhau, trông thật đáng sợ. Rồi ông ta dựng những hình nhân thành một cái vòng tròn nhỏ, đặt xác đứa trẻ ở bên giữa, đồng thời cũng đặt trong vòng tròn một cái bát hương cắm ba que nhang. Lúc này người phụ nữ đang dệt thổ cẩm dưới gác cũng lên theo. Bà ta nhìn chồng, khẽ thở dài, sau đó tới ngồi bên cạnh Đạo. Từng hình nhân được ông ta châm lửa lên, cháy bập bùng. Đầu ba que nhang bỗng dưng đỏ rực. Xác đứa trẻ được kê trên một cái cọc tre, phía trên xòe ra như một cái đài sen. Ông ta lẩm bẩm bằng một thứ tiếng lạ lùng. Ngay lập tức, lửa từ vòng tròn hình nhân cháy chụm lại, chĩa vào trong cái cọc tre ở giữa, bùng lên một ngọn lửa màu xanh, khác hẳn với những ngọn lửa màu đỏ vàng ở phía dưới. Cái xác cháy ra thành tro, thay vào đó là một đứa nhỏ đang ngồi giữa cái vòng tròn trực lửa. Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn ba que hương không rời. Nhìn thấy được đứa trẻ, Đào bất giác xúc động. Con ơi, con! Mai mà có vợ của thầy Thịnh giữ lại, nếu không cô sẽ vì thương con mà lao vào bên trong mất. Đứa trẻ sau khi nghe tiếng mẹ nó liền giật mình ngó quanh, thấy xung quanh mình toàn lửa là lửa thì hoảng loạn, liên tục tìm cách thoát ra khỏi cái vòng tròn, nhưng không thể. Mỗi lần nó định xông ra là mỗi lần bị lửa thiêu cháy xém đi một phần da thịt mỏng manh. Mẹ ơi, nóng quá à, cứu con! Đứa trẻ vừa la khóc, mặt miếu lại vì sợ. Đào nhìn sang người đàn bà, ánh mắt van nại. Hiểu được cô định muốn nói cái gì, bà lắc đầu. Không dừng lại được đâu cô à, nghi lễ bắt đầu rồi. Nếu dừng lại, hồn phách của con cô sẽ tiêu tan luôn, và chồng tôi cũng sẽ bị thương đó. Nhưng mà... Đào lo lắng nhìn sang đứa con của mình. Không sao đâu, một lát quen với lửa nó sẽ không thấy nóng nữa. Thầy Thịnh đổi câu chú, lần này là một bài khấn khác dài hơn. Vừa lẩm bẩm, tay ông ta vừa gõ ống tre, mắt cũng nhắm lại mà tập trung. Đứa trẻ ngay lập tức ôm đầu, nó ngã xuống giữa vòng tròn, lăn qua lăn lại, quằn quại lên. Sau đó liền bật dậy, hai mắt mở trừng rồi nhắm lại, ngồi khoanh chân tĩnh tâm, mặt không còn biểu thị của sự đau đớn. Con tôi có sao không vậy bác ơi? Đào nhìn người đàn bà thắc mắc. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay bà, đầy lo lắng. Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Đào ra, xoa lưng cô. Nó không có sao đâu. Mặc dù được an ủi, Đào vẫn không nguôi ngoai được. Người cô cứ trung lên bần bật, nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài trượt qua đôi môi khô khốc. Ánh mắt Đào không thể rời khỏi đứa con của mình. Niệm chú một hồi thì thầy Thịnh đột nhiên im lặng. Mắt ông mở trừng nhìn vào đứa trẻ. Ngọn lửa từ những hình nhân lại bùng lên, lớn hơn nữa, bén qua lớp da của nó. Nhưng nó không còn cảm thấy nóng rát. Dường như nó không còn cảm nhận được những thứ xung quanh mình. Tâm trí như lạc vào trong một miền cực lạc. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đáy mắt của thầy Thịnh. Đột nhiên ông hô lớn. Phong ấn! Vậy là ông ta đã tạm phong ấn đứa trẻ tại chỗ, giữ cho nó trong một thời gian này không đi đâu quậy phá. Cũng không ai làm kinh hại đến nó được, chỉ có thể tu tâm luyện pháp. Xong xuôi, ông ta ra ngồi ở trước cửa nhà, đôi mắt lại hướng về xa xăm. Trời đêm nay cứ ngỡ như sẽ mưa một trận thật lớn, ấy thế mà chỉ kéo dòng gió đến rồi tan ra, trả lại một màn đêm tĩnh mịch. Rít một điếu thuốc lào, nhả ra làn khói trắng. Có lẽ vừa nãy đã tốn quá nhiều sức lực nên thầy Thịnh cảm thấy mệt, cơn ho khan kéo dài. Bà Thịnh ôm theo chăn gối đến mà đưa cho Đào. Cô ngủ đi, mai còn về xuôi nữa, trời khuya rồi. Đào nhận chăn gối từ bà rồi trải xuống sàn mà nằm, lòng vẫn thao thức không yên. Tay cô gác lên trán, hàng nước mắt cứ lăn dài ướt cả gối. Màn đêm núi trừng âm u tĩnh lặng đến bi thương. Quay đi quẩn lại, chỉ có thể nghe tiếng người đàn ông ho khan.
Mỗi lần cơn ho của ông ta kéo đến là người đàn bà lại pha cho ông một cốc nước nóng. Và dường như đêm đó không ai trong căn nhà ngủ được cả. Hai vợ chồng kia thì thức vì canh đứa bé, Đào thức vì thấy tội lỗi với con của mình. Trời mới tờ mờ sáng, Đào đã nghe tiếng người đàn bà dệt thổ cẩm dưới gác. Cô nhòm người dậy, đôi mắt xuất hiện quầng thâm do thức trắng đêm, lòng nặng trĩu ngắm nhìn đứa con của mình. Nó đang nhắm mắt tu luyện, tâm trí ắt không có ở đây, không thể nhào tới ôm lấy cô một lần. Đào bò lại gần phía đứa trẻ, những ngọn lửa vẫn cháy xung quanh của nó. Đào ngồi gần mà thấy nóng rát, rồi nó còn ngồi hẳn ở trong đống lửa, chắc là đau đớn lắm. Giơ bàn tay lại gần, Đào thật muốn chạm vào cái đôi má phúng phính của con. Nước mắt cô lăn dài ra. Mẹ về nha, mẹ sẽ sớm trở lại đón con. Nói xong, Đào cầm túi xách đi ra cửa, ngoảnh lại nhìn con một lần, đưa tay bịt miệng để cố không nấc lên. Cô trèo xuống bậc thang. Căn nhà trống trải chỉ còn hình ảnh đứa trẻ mờ ảo ngồi trên đống lửa. Khóe mắt của nó trỏ xuống một giọt nước mắt. Đào cúi chào người đàn bà. Dạ, con về xuôi. Bà vội vàng đứng lên, lòng muốn giữ cô lại nhưng cũng đành thôi. Đi cẩn thận nha. Lúc này người đàn ông từ đâu bước ra. Cả hai vợ chồng họ nhìn theo bóng lưng của Đào trời đi xa khuất dần. Người đàn bà quay lại nói với chồng. Giá mà con gái mình còn sống, chắc cũng tầm tuổi cổ ông ha. Ông ta im lặng không đáp. Sâu thẳm trong ông là một nỗi buồn không nói thành lời. Ông lấy trong túi số tiền mà Đào đã đưa cho ông hôm qua, đặt vào tay người đàn bà, rồi khẽ cất lời. Vài bữa nữa bà xuống dưới xuôi đó, rồi đóng tiền viện phí cho thằng Út luôn đi. Bà hiểu được nỗi bất đắc dĩ của ông. Giá như ngày ấy hai đứa con của họ không về thăm nhà, giá như chuyến xe ngày đó không bị lật đi, thì có lẽ đứa con gái lớn của họ đã không chết, con trai của họ không phải sống thực vật suốt 2 năm trời. Họ sẽ không lâm vào bước đường cùng, giúp người ta luyện tà pháp để hại người như thế này. Thành phố sau cơn mưa trở nên tạnh ráo. Sáng ra người người đã tấp nập đi lại. Đào đặt chân xuống bến, cô không trở lại phòng trọ luôn, mà tới cửa hàng quần áo. Cô dùng số tiền còn dư lại trong tài khoản của mình, tự tân trang lại bản thân. Khanh đang ngồi gác một chân, đang chăm chú bấm điện thoại, ngắm nhìn mấy cô em xinh tươi trên mạng, thì bị tụi đàn em quấy rầy. Chúng cứ xích xoa với nhau. Chà, cái em kia đẹp quá mày ha. Một trong số đó trố mắt ra nhìn, tới nỗi nước dãi trớt khắp xuống bàn. Chê, mày nhìn cái đường cong của em kia kìa, uống lượng như cái bản đồ Việt Nam vậy đó. Vừa nói, hắn vừa lấy tay uốn éo đi minh họa theo. Thế là cả đám cười ồ lên. Nghe tụi nó cứ nói qua nói lại, Khanh đâm bực mình. Nè, tụi bay im coi, buổi sáng sớm ồn ào quá. Các bọn cúi mặt xuống, chúng tự đổ lỗi cho nhau đã chọc đại ca giận. Chỉ là một trong số đó dám lên tiếng, nhưng cũng chỉ lý nhí trong miệng. Ừ thì em nó đẹp thiệt mà đại ca. Vừa nói xong, hắn đã bị Khanh liếc cho một cái, chẳng còn dám ngẩng đầu lên nữa. Tụi kia thấy vậy liền lấy tay bạc đầu nó liên tiếp. Ủa dạ. Chứ mày bớt đầu lâu, không thấy đại ca đang bực mình sao? Thì tao nói thiệt thôi mà. Khanh cau mày. Nè, mày còn chưa im đi sao? Thế là cả đám tạm lặng im. Nhưng sự im lặng chưa được bao lâu thì bị xáo trộn bởi một cô gái lạ mặt mà bọn chúng đang nhắc đến kia. Chiếc váy đen xẻ bó sát tôn lên đường cong tuyệt mỹ, đôi giày cao gót giúp cho từng bước chân của cô ta thêm uyển chuyển. Cô ta đeo kính trầm nên cả bọn không thấy được hết mặt, nhưng nhìn sơ thôi cũng đoán ra là một người con gái đẹp tuyệt thế. Và cô gái đó đang sải bước tới gần chỗ chúng đang ngồi. Cả đám cứ liên tục vỗ đùi,
nhìn nhau nhốn nháo. Ê, em tới rồi kìa. Đẹp quá mẹ ơi, tao sẽ xin làm quen với em. Khanh lắc đầu nhìn bọn đàn em mà ngao ngán. Sau đó vì tò mò mà cũng chịu ngước lên nhìn cô gái lạ kia, xem cô ta có cái gì hay ho mà tụi đàn em của hắn phát cuồng tới như vậy. Hồn của hắn bay lạc đi mất vài giây khi vừa nhìn thấy cô. Đúng là cô ta rất đẹp. Nhưng rồi hắn nhận ra cô gái đó có cái gì rất quen thuộc. Hắn lắc đầu cố ngẫm lại, sau đó bật thốt lên. Đạo sao? Cô mua xong chai nước suối, nghe Khanh gọi đến tên liền nhếch môi mà cười. Đạo tháo cặp mắt kính xuống, quay lại nhìn đám bọn chúng. Có cái gì sao? Khanh hơi khó chịu khi thấy Đạo ăn mặc như vậy, nhưng mặt của hắn vẫn cố tỏ ra bình thản, cười khỉnh một cái. Chứ quá trà cô nói trả thù tôi á là như thế này đó hả? Định khiến cho tôi tiếc nuối cô hay sao? Không đời nào. Cóc ghẻ mãi mãi chỉ là cóc ghẻ, có quá thân cỡ nào á cũng không thành thiên nga được. Đào không để tâm tới lời châm chọc của Khanh, cô vẫn cố tỏ ra bình thường. Cái này chưa có là gì đâu, anh cứ chờ đi. Tôi sẽ khiến cho anh biết đau đớn là như thế nào khi bỏ rơi tôi. Nói rồi Đào liếc nhìn sang đám đàn em đang ngẩn người cắn móng tay, chảy cả nước miếng thèm thuồng vì cô. Đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ, sau đó đưa hai ngón tay lên làm động tác hôn gió, còn vẫy tay như chúng nữa, trông lả lướt vô cùng. Nhìn bọn đàn em điên đảo vì Đào, Khanh càng thêm tức giận. Hả? Tụi mày cầm hết coi. Nhưng hắn không thể nào ngăn cản được sự cuồng dại của bọn chúng. Bọn chúng chẳng còn để ý gì tới lời hắn mà cứ ngẩn người ra như một kẻ mất hồn. Tức tối, Khanh đứng lên bỏ đi trước. Phủ dựng xe đạp ở bãi, đằng sau anh luôn là bóng dáng của Mai lẻo đẻo chạy theo. Lúc nào cô cũng vui vẻ hớn hở khi được đi gần với Vũ. Cô cầm trên tay hộp sữa, hôm nay Vũ lại không ăn sáng, phải tranh thủ đưa cho anh mới được. Mai đang định tiến lại thì Vũ nhanh chân chạy đi phía trước. Sự xuất hiện của Đào luôn chiếm được sự chú ý của Vũ đầu tiên. Để rồi mọi thứ xung quanh bị lu mờ đi, kể cả Mai. Mà cũng phải thôi, Đào xinh đẹp đến như thế thì cả con gái như Mai còn mê mẩn, huống chi là Vũ. Mai quay đầu toan bỏ đi thì bắt gặp được Khanh. Lần này hắn không còn trêu chọc cô như trước nữa. Ngược lại cô thấy hắn có chút tâm trạng cũng giống như cô, khó chịu khi nhìn về phía Đào và Vũ. Lòng cô buồn rười rượi. Hắn không trêu cô nữa thì tốt rồi. Mai bỏ đi ra một cái ngõ hành lang vắng người, ngồi ở đó đầu gục xuống gối. Khanh vẫn chăm chú quan sát cả hai, Đào và Vũ. Vũ có chút bức bối khi thấy Đào. Anh vừa vui vừa giận. Nè, em nói sẽ gọi cho anh, nhưng mà sao lại không gọi? Đến anh gọi cho em cũng không nghe máy nữa. Em có biết là anh lo cho em như thế nào hay không? Đào thở dài ngao ngán, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên ngắm nghía. Cô tỏ ra thản nhiên như không có cái gì to tát. Điện thoại của em hết pin. Chả lại bây giờ em đang đứng an toàn trước mặt anh đây nè, anh còn lo lắng gì nữa? Nhưng mà... Đào định hằn học với Vũ, nhưng lại vô tình thấy Khanh ở phía sau. Cô liền tỏ ra vẻ dịu dàng, môi nở một nụ cười thật tươi. Cô tiến lại gần ôm chầm lấy Vũ, bàn tay còn xoa nhẹ lên lưng để trấn an anh. Anh đừng có lo lắng mãi như vậy, em không sao hết á. Hai hàm răng của Khanh nghiến lại, lòng hắn nổi lên một cơn ghen. Nhưng hắn chẳng có lý do gì để mà ghen cả, cũng không thể chạy lại xô Vũ ra khỏi người Đào được. Khanh đành tức tối bỏ đi. Dù Đào có nói như vậy, nhưng lòng Vũ vẫn chưa nguôi. Anh định đưa bàn tay lên ôm lấy Đào, nhưng rồi lại thôi. Vũ gỡ nhẹ Đào ra nói. Nhưng mà sao em lại mặc hở hang như thế này? Anh thấy em mặc như vậy á, rất là đẹp sao? Đẹp, nhưng mà không còn là em nữa. Ánh mắt Vũ nhìn Đào đầy hụt hẫng. Anh bỏ đi mà không ngoảnh lại. Cái bóng lưng cao liêu khiêu hiện ra một nét buồn. Bãi đổ xe chỉ còn mỗi Đào đứng đó. Hai tay cô buông thõng xuống, đôi mắt chớp chớp. Phải, Đào không còn là Đào của trước kia nữa. Cô đeo cặp kính trăm lên mắt, che đi nỗi buồn sâu thẳm, khóe môi lại mỉm cười. Khanh đang buồn bực
đi lang thang thì bắt gặp được Mai. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chợt nhớ tới lời mẹ dặn. Nè, con phải cưa được cô tiểu thư đó thì Mai ra mới cứu được cái công ty này đó. Khóe môi của Khanh nhếch lên, cười đầy chua chát, mắt đảo nhìn quanh. Hắn không thấy có ai, liền hái trộm một bông hoa hồng, với mặt tươi cười đầy phấn phở hiện trở lại trên khuôn mặt của hắn. Hello Mai. Mai giật mình ngẩng đầu nhìn Khanh, rồi vội quay qua chỗ khác lau đi những giọt nước mắt. Cô nhìn hắn đầy ác cảm. Để tôi yên đi. Ừ, thì anh đã làm gì đâu chứ. Nói xong, Khanh đưa nhành hồng lên mũi ngửi thật sâu, vẻ mặt khoan khoái, rồi tặng cho Mai. Chẳng là anh bắt gặp một nhành hồng đang nở, chợt nhớ tới Mai xinh đẹp, liền muốn hái tặng cho em đó. Anh hái như vậy á, nhà trường mà biết bắt chiếc kiểm điểm đó. Mai gạt cánh tay đang cầm hoa của Khanh đi, đứng dậy bỏ đi. Cô không có tâm trạng mà đôi co với Khanh, nói thêm vài câu nữa với hắn chắc cô điên lên mất. Nhưng Khanh thì vẫn không chịu buông tha. Hắn vụt lên phía trước Mai, chặn đường lại. Vì em, anh có giết cả trăm bản kiểm điểm cũng được. Mai liếc một cái, xô Khanh qua một bên. Hắn lại chạy theo. Mai à, em không nhận chân tình của anh sao? Nè, tôi làm cái gì thì anh mới buông tha cho tôi vậy? Nhận hoa của anh đi. Bất quá, Mai giật lấy nhánh hồng rồi bỏ đi, khiến hắn nhún vai đắc thắng. Chưa chịu buông tha cho Mai, Khanh lại quấy chạy. Nè, tối đi ăn với anh ha. Không, tôi bận rồi. Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Này đợi em. Hắn vẫy tay với Mai, nhanh chóng bước đi, không đợi cô kịp từ chối. Mai cầm nhánh hồng trên tay, toàn ném vào trong sọt rác thì lại bắt gặp Vũ. Anh mỉm cười vô tư, mà không hay biết từ nãy tới giờ đã chọc cho cô giận. Hậm hực trong lòng, Mai quăng mạnh cành hoa vào trong vỏ rác, lườm Vũ rồi quay phắt đi. Ok, Mai. Anh ngớ người ra, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ đứng ở đó gãi đầu như một tên ngốc. Có lẽ do dư âm của cơn mưa hôm qua, cho nên hôm nay chỗ làm thêm của Vũ vẫn vắng khách. Nhân viên trở nên nhàn hạ, họ được một bữa ngồi tán gẫu với nhau, và tất nhiên Vũ cũng tham gia. Anh được mọi người ở đây nhận xét là một người thật thà, trung thực, lại rất nhiệt tình chăm chỉ, thế nên ai cũng quý mến. Họ ngồi với nhau nói về những chuyện gia đình, chuyện yêu thương, các mối quan hệ, cả những ước mơ viễn vông nè. Tao ước có một ngày á, mình sẽ trúng một tờ giấy số độc đắc, rồi sau đó cái trở thành một tỷ phú, mở một công ty lớn. Tao sẽ thuê tụi bây về làm nhân viên. Mọi người cười lên sặc sụa. Một trong số đó lại lên tiếng. Thôi, ai thèm làm nhân viên của mày chứ, tụi tao sinh ra là để làm giám đốc đó. Ủa, vậy rồi sao mày vẫn đi làm thuê? Ừ, thì tại thời chưa tới. Nghe mọi người nói chuyện phím, Vũ cũng chỉ biết cười qua loa. Anh không giỏi bắt chuyện, cho nên cứ im lặng như thế, cho tới khi có một người vỗ vang hỏi. Cô Vũ, mày ước mơ gì? Vũ suy ngẫm một hồi cho thật kỹ rồi lên tiếng. Em hả? Đơn giản thôi, ra trường kiếm được việc làm, lương đủ sống, lấy được một cô vợ thủy chung. Tụi em sẽ sinh hai đứa con, khá khẩm hơn á thì mua một ngôi nhà. Rồi... Vũ đang nói dở thì bị cắt ngang. Cả đám lại được một phen cười vỡ bụng. Thôi, mày đừng kể nữa mày. Mày kể cứ như vậy tới mai cũng chưa hết đâu. Ước mơ gì bình thường quá vậy? Vũ hơi cúi đầu xuống. Anh không khó chịu với thái độ của mọi người, chỉ thấy hơi ngại ngùng khi phá vỡ không khí, cũng cười trừ. Mai núp sau bức tường nãy giờ, nghe toàn bộ câu chuyện cũng phải phì cười. Chợt cô bị Vũ phát hiện ra, anh đứng dậy đi tới chỗ của Mai, định hỏi cô sáng nay có chuyện gì mà lại bỏ đi vội như vậy. Mai à. Nhưng anh vừa tới nơi, Mai đã quay mặt bỏ đi. Vũ nghiêng đầu thắc mắc, rồi chạy theo nắm tay kéo Mai lại. Cô nhìn xuống cánh tay đang bị Vũ nắm chặt, dường như anh cũng hiểu ý. Cả hai thoáng rơi vào trạng thái ngượng nghịu. Ê, em có chuyện gì sao? Ánh mắt của Mai hướng nhìn sang một chỗ khác.
Có gì đâu. Thế sao em lạ vậy? Hay là giận anh chuyện gì hả? Mai nhíu mày cau có, cô trở nên gắt gỏng với Vũ. Em đã nói làm có gì mà. Vũ đoán chắc cô giận anh, nhưng lại không hay biết mình đã làm sai điều gì. Anh định bụng hỏi cho rõ thì trong quán lại có chuyện ồn ào. Lạc Khanh và đám đàn em của hắn, các bọn đứng xếp thành hai hàng dọc mở lối cho Khanh đi vô. Tay hắn cầm theo một bó hoa hồng thật lớn, ghé vào bên trong mà gọi. Mai à, anh tới rồi đây nè. Quản lý của quán thấy ồn ào, sợ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh, liền chạy ra bên ngoài. Anh ta cúi người lịch sự chào hỏi Khanh. Dạ, chào quý khách. Mong anh vui lòng chọn một chỗ ngồi thích hợp đi, tránh làm ảnh hưởng tới những vị khách khác và việc kinh doanh của quán. Khanh lấy ngón tay quẹt mũi, cười khẩy nói. Thiệt hại bao nhiêu, tối nay tôi đền hết. Rồi hắn ta lại tiếp tục cất tiếng gọi. Mai, Mai à. Cô vô cùng bối rối trước hành động này của Khanh. Hẳn là hắn đến để rủ cô đi ăn tối. Chân tay cô cứ luống cà luống cuống, ánh mắt dè dặt mà nhìn sang Vũ. Anh không thể hiện ra khuôn mặt, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Ngoài kia, Khanh vẫn cứ tréo tên cô liên tục, gây náo động cả quán. Bất quá Mai đành phải ló ra ngoài gặp Khanh. Vừa thấy Mai, mắt Khanh sáng trực lên. Hắn mang bó hoa tiến lại gần cô, một chân quỳ xuống như thể cầu hôn vậy. Nè, thằng em. Hành động của Khanh ngay lập tức được mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng và hô to. Nhận đi, nhận đi. Và bất quá Mai lại phải cầm lấy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Khanh càng được đà càng lấn tới. Mai à, tối đi ăn với anh nha. Anh đứng lên đi. Em không đồng ý thì anh không đứng lên đâu. Đám đông không hiểu chuyện, thấy một cảnh tượng lãng mạn như thế này, ngoài hưởng ứng ra thì không còn thái độ nào khác cả. Mai ngại ngùng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô không muốn đi ăn tối cùng Khanh, nhưng cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người, cũng đành phải nhắm mắt mà gật đầu. Bàn cờ mà hắn tạo ra như giành được thêm lợi thế. Từ từ đứng dậy đắc thắng, ôm chầm lấy Mai. Khanh thủ thỉ nhẹ vào tai cô. Anh biết là em không thể từ chối mà. Cả hai bước ra khỏi quán. Khanh dựa vào thắng lợi vừa rồi, cứ vẫn mặt mà đi. Còn Mai thì ngược lại, cô chẳng biết chui mặt vào cái lỗ nào cả. Trong lòng lại sợ Vũ hiểu nhầm. Nè, mời em lên xe. Người Khanh hơi cúi, cánh tay uyển chuyển mời Mai lên xe, như những tên cao bồi đón mời khách vậy. Mai hơi nhăn mặt, nhìn sang chiếc xe đạp của mình. Anh cứ tới chỗ đó trước đi, rồi nhắn địa chỉ, tôi chạy xe đạp tới sau. Em lo mất xe đạp sao? Mất cái này á, anh mua cho em mượn cái khác cũng được nữa. Mai tỏ ra khó chịu với lời nói vênh váo của Khanh. Biết ý, Khanh liền vỗ tay gọi đàn em, rồi chỉ đại vào một trong số đó. Nè, mày, đạp xe về nhà giúp cho Mai đi. Thế rồi hắn lại quay sang cười với Mai. Sao? Hài lòng chứ người đẹp? Mai vẫn đắn đo. Cô không muốn ngồi chung xe với hắn, càng không muốn đi ăn chung với hắn. Nếu như cô đạp xe chạy giữa đường, bịa ra chuyện xe hỏng rồi chuồn luôn. Đằng này... Nhưng... Cô chưa kịp nói xong, Khanh đã nhảy vào. Nè, không có nhân gì hết. Hai người đi ăn tối á, thì đi cùng một xe là quá hợp lý rồi. Bất chợt nghe Khanh nói như vậy, Mai liền nảy ra một ý. Cô cười khẩy. Nếu vậy á, thì đi xe đạp của tôi đi. Còn xe của anh thì đưa mấy bạn của anh mang về đi. Lần này tới lượt Khanh nhăn mặt. Tình huống này hắn chưa nghĩ tới, cũng không biết đỡ làm sao cho nổi đây. Nói rồi mà nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra trước mặt Khanh. Nè, anh chở đi. Khanh liếc nhìn sang đám đàn em, mặt mày yếu xìu. Không một ai trong số chúng có vẻ có thể giúp đỡ gì được cho hắn. Bắt buộc hắn đành phải chiều lòng người đẹp mà thôi. Đã lâu lắm rồi Khanh chưa đạp xe. Hắn nhớ lần đầu tiên mình ngồi lên xe đạp là đi cùng với Đào. Con nhà giàu như hắn, nhỏ thì có người đưa trước bằng xe hơi, lớn thì có thể tự lái xe hơi. Thế mà đi cùng với Đào mãi, hắn cũng thành quen. Có lúc hắn đã nghĩ rằng đi xe đạp cũng có cái hay của đi xe đạp. Mai ngồi sau lưng, tay bám vào yên xe. Chưa bao giờ cô trở nên ríu rít như thế với Khanh cả.
Trời ơi, anh đi chậm quá vậy á, bao giờ mới được ăn đây? Đi nhanh lên coi, đàn ông con trai gì mà đạp xe thua đứa gái như tôi nữa. Hắn mệt muốn đứt hơi rồi. Mai ở phía sau còn cằn nhằn, chẳng khác nào chọc tức thêm. Ê, em thôi đi, chừng nào mới tới đây? Mai thầm hả hê trong lòng. Chút nữa. Khanh đếm không nổi cái tí nữa của Mai rồi. Chân hắn cố gắng đạp bao nhiêu thì mũi cố gắng thở ra bấy nhiêu. Đúng là mệt muốn đứt hơi. Chợt Mai vỗ nhẹ lên lưng Khanh, cô kêu lên. Ý, sắp tới rồi, phía trước kìa. Nãy giờ hắn chỉ chờ mỗi câu này mà thôi, như người lạc giữa sa mạc gặp được hồ nước vậy. Khanh tức tốc đạp xe nhanh hơn tới cái nhà hàng phía trước. Trong đầu hắn chỉ nghĩ một lát nữa sẽ gọi món gì đó, chứ không còn nghĩ tới cua Mai như thế nào nữa rồi. Hắn đã đói quá rồi. Khanh dừng lại trước một cửa hàng năm sao, cười hớn hở. Nhưng mà vài giây sau nụ cười của hắn thì buộc phải tắt ngúm đi. Sao anh dừng lại vậy? Đã tới đâu? Hắn ngoảnh lại đằng sau nhìn Mai. Không phải em nói phía trước còn gì? Mai mở mắt to tròn ngây thơ, thẳng nhiên mà đáp. Ừ, thì phía trước, nhưng mà đâu phải chỗ này đâu. Tôi nói phía trước nữa kia kìa. Khanh ngoảnh mặt lại, tìm cái phía trước mà Mai nhắc tới. Quá ra là một cái quán ăn vỉa hè. Hắn thở dài, mặt buồn thiêu. Ý nghĩ bỏ về len lỏi trong đầu. Nhưng nghĩ tới mẹ của hắn, công ty nhà hắn, hắn đành phải nhắm mắt nuốt nước bọt mà chịu trận. Chân tiếp tục đạp về phía trước. Đến quán, Mai tỏ ra thân thiện với bà chủ. Cô vui vẻ gọi món, nhưng không quên hỏi ý kiến của Khanh. Nè, anh ăn gì? Ăn bún không? Hay là chả rán nha? Khanh vẫn nuốt nước bọt, chịu nhịn. Cái gì cũng được. Vậy là Mai cứ thỏa thích gọi món mà cô thích, không thèm hỏi ý kiến của Khanh nữa. Món ăn được mang ra, mỗi Mai là niềm nở. Còn Khanh thì ngồi im bất động. Hắn có chết cũng không muốn ăn mấy cái món này. Hắn tự nhủ trong lòng. Không được ăn, không được ăn. Mai cầm cụi ăn, thấy Khanh cứ ngồi im như tượng, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm như niệm kinh, liền hỏi. Anh mang sao? Ngon lắm á. Không. Tranh thủ lúc hắn há miệng nói không, Mai liền gắp một miếng thịt đút vào trong miệng của hắn. Khanh nhắm tịt mắt lại đau khổ. Nhưng rồi hắn cũng nhai. Nhai xong thì lại thấy ngon. Bây giờ tới lượt hắn cầm cùi ăn, ăn như bà đói vậy. Mai chống cằm nhìn hai bát bún vừa vơi hết, rồi nhìn cái bát bún hắn đang ăn dở. Sao anh bảo không ăn mà? Cô cũng định không ăn, nhưng mà đã đi với Mai á, không ăn thì bất lịch sự quá. Mai thở dài. Chợt mắt cô sáng trực lên, vỗ nhẹ tay Khanh. Ê, ai chống đạo kìa? Hắn dừng ăn lại, ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay của Mai. Đúng là đạo thật. Cô ta đang cặp kè với một gã đàn ông già chát ở bên cái cửa hàng năm sau. Và bỗng dưng mấy sợi bún trong miệng của hắn rơi xuống. Hắn thấy khoang miệng mình đắng chát, không buồn ăn nữa. Rồi hắn kéo dội Mai núp xuống. Khi thấy đào ngoảnh lại, hắn sợ cô ta nhìn thấy. Anh còn thích đào chứ gì? Không phải. Cãi nữa. Không phải mà lại vậy hả? Khanh liếc Mai một cái. Anh không có như em, quanh năm suốt tháng thích mỗi thằng bú thôi. Bị nói trúng tim đen, Mai nổi giận lên. Thì sao chứ? Nhưng mà thằng bú đâu thích em. Mai lúng túng. Đúng là không thích cô mà. Kệ tôi. Nói xong, Khanh ghé sát mặt lại gần Mai. Nè, thích ai cũng vậy, hay là thích anh đi? Tiện tay, Mai bạc luôn cho hắn một phát nhẹ lên đầu. Hắn nổi đoá. Nè, chưa có ai dám bạc cái đầu anh vậy đâu. Thì có tôi nè. Mai vừa nói vừa thè lưỡi ra chọc quê. Rồi cô chợt lặng người đi. Nè, anh vẫn còn thích đào mà, sao lại chia tay vậy? Vì bây giờ anh thích em. Biết rõ ràng là hắn đang nói dối, cô tỏ ra khó chịu, mắt lầm lơ ngó qua chỗ khác. Khanh nhếch nhẹ khóe môi lên, cười một cách chua chát rồi nói. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Người như cô ta không xứng được với anh đâu. Mai quay lại nhìn hắn, cô biểu môi. Trời ơi, anh là cái quái gì mà bắt người ta phải xứng với không xứng chứ. Khanh hơi trầm xuống. Chính hắn cũng không biết mình có cái gì để khinh thường người khác như vậy. Như muốn lảng tránh câu hỏi đi,
Khanh liền đứng bật dậy thanh toán tiền, khiến cho Mai không kịp chớp mắt theo sự thay đổi đột ngột này. Cô tròn mắt. Về hả? Ừ. Về tới nhà, Mai xuống xe. Cô liếc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ đêm. Giờ này khó gọi taxi lắm. Thôi thì xem như rủ lòng thương vậy. Mai nói: Tôi cho anh mượn xe đạp về á. Khanh giơ ngón trỏ gãi nhẹ lên sống mũi rồi nói: Anh muốn mượn em về cơ. Ừ, vậy đi bộ về đi. Nói xong, Mai dắt xe vào nhà, khiến cho hắn phỉ cười, đồng thời rút điện thoại trong túi ra gọi đàn em tới đón. Hắn vừa vào tới nhà thì đã nằm dài ra ghế mệt mỏi, một tay cát lên trán, một tay đặt lên bụng, mắt nhắm lại mà ngủ đi. Được một lúc thì mẹ hắn từ nhà bếp đi ra cùng với một ly nước cam. Bà vỗ nhẹ vào chân Khanh cho hắn giọng nói: Sao rồi, cưa được con bé đó chưa con? Đang thiêu thiêu ngủ, hắn bất giác giật mình tỉnh dậy. Cái gì phải từ từ chứ mẹ, cua gái là cả một nghệ thuật mà. Công ty nhà mày á, không có đợi nổi mày từ từ đâu. Nếu mà không có bố nó giúp đỡ, sớm muộn cả nhà mình cũng ra đường mà ở thôi. Nghĩ tới việc đó, hắn lại đau đầu. Hắn không giỏi chuyện kinh doanh, bố của hắn thì chỉ biết gái gú, tất cả do mẹ của hắn gánh vác. Thế nên hắn nghe lời mẹ vô cùng. Cũng bởi nghe bà mà nhiều khi hắn đánh mất sự tự do của một con người trưởng thành. Gạt tạm đi suy nghĩ đó, hắn sáp lại gần bà, nịnh nọt nói: Vậy mẹ chỉ cần ra mặt, nhờ bố của Mai giúp là được rồi, đâu cần con phải tốn sức chứ. Bà lườm hắn một cái rồi quay sang với lấy cái điều khiển bật tivi. Tuy mắt vẫn đang dán vào trong màn hình, nhưng miệng thì vẫn rất điềm tĩnh giải thích cho Khanh hiểu. Ông ta cáo già lắm, không dễ gì mà giúp một công ty đang lâm vào khó khăn. Nhưng ông ta lại có một cái điểm yếu là con gái ông. Chỉ cần cưới được con gái ông ta thì dù không cứu được công ty, mày cũng sở hữu được cái gia sản kết xù nhà đó. Chà, mày gọi ông ta là cáo già, con thấy mẹ còn cáo già hơn nữa đó. Chưa cái gì mà nghĩ tới gia sản nhà người ta rồi. Bà ta lắc đầu cười. Ai trên đời này cũng có điểm yếu, chỉ cần nắm được điểm yếu của đối phương thì phần thắng chắc chắn thuộc về bản thân mình mà thôi. Nghĩ tới cái gia sản kết xù nhà Mai sẽ rơi vào tay gia đình bà lại không kìm được niềm vui, đưa tay xoa đầu con trai. Tất cả nhờ chú con đó con trai à. Chợt bà ta nhíu mày liếc nhìn đồng hồ, thái độ quay ngoắt sang tức giận. Thằng bố mày á, chết ở xó xỉnh nào chưa chịu về nữa. Đúng là thằng cha vô dụng mà. Khanh vuốt lưng mẹ mình, đưa cho bà ly nước cam đặt ở trên bàn. Mẹ bớt giận đi, mẹ cứ như vậy á sẽ mau già. Bố đi tìm mấy đứa con gái trẻ đẹp là đúng rồi. Ngay lập tức, lời vừa nói ra, hắn bị bà ta lườm cho một cái, răng nghiến lại mà nói: Nè, mày nói ai già? Khanh lè lưỡi ra, hai tay giơ lên đầu hàng, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Sau đó chạy một mạch lên phòng tránh bão. Nhưng hắn tránh được bão chứ không tránh được cái gối trong tay của mẹ hắn. Bà ta hằn học: Cha nào con nấy, chứ giỏi chọc tức người ta thôi. Khóa cửa phòng lại, Khanh nằm dài trên giường. Hắn cởi hai ba cúc áo trên cho dậy thở. Trong đầu ngẫm tới bộ dạng lả lướt của Đào với cả đàn ông già nua mà không khỏi tức giận. Lẽ nào hắn còn thích Đào sao? Đào sau khi rời khỏi cửa hàng liền tới quán bar. Cô dùng đôi mắt sắc bén của mình nhanh chóng tia được một đại gia đang ngồi uống rượu bên quầy. Cô tới gần gã trong dáng vẻ quyến rũ nhất, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gọi rượu. Như dự đoán, cô gây được sự chú ý với gã ta. Đào đưa ly rượu ra trước mặt mà mời gọi: Anh có muốn uống chung không? Cả ban đầu còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau đó lại vì sự quyến rũ của Đào mà không nỡ từ chối. Cứ như thế, đêm nay gã trở thành con mồi để cho cô moi tiền. Ra khỏi chốn ồn ào, bơ vơ một mình giữa đường, Đào mới thấy hết sự đơn độc. Cô dừng tạm lại ven đường, gọi cho Vũ: Alo, anh tới đón em được không? Vũ vốn đang định tan ca về nhà thì lại nhận được điện thoại của Đào, liền quay hướng xe. Ban nãy vì bị Mai giận dỗi,
anh vẫn còn hơi buồn. Nhưng bây giờ khi được Đào gọi tới trước, anh vui tới nỗi quên hết mọi chuyện đi. Cô đứng chờ tầm 30 phút thì thấy Vũ lọc cọc đạp xe tới. Nụ cười lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt của anh. Mời quý cô lên xe. Đào phì cười rồi leo lên yên sau. Anh không chở cô về luôn mà lọ mọ trong túi tìm thứ gì đó. Tò mò, Đào lên tiếng hỏi. Nè, sao anh chưa đi vậy? Đến khi thấy Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc áo khoác thì cô cũng hiểu. Vũ nói, em mặc vô đi, khuya rồi, sương lạnh lắm. Cô nhận áo từ Vũ mà trong lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Vũ lúc nào cũng quan tâm cô như vậy. Giá như cô có thể yêu Vũ chứ không phải là thằng Khanh khốn nạn kia. Đường về vắng lặng, chỉ có hai con người cùng cọc cạch trên chiếc xe đạp. Thỉnh thoảng ngồi phía sau, Đào lại được Vũ chọc cho cười nát nẻ. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại đánh nhẹ lên lưng của anh. Dạo này cô ít cười quá, trong khi cô cười lại rất đẹp. Trên đường vui vẻ là như vậy, nhưng khi về tới cửa phòng trọ, Đào lại đổi phát thái độ. Cô tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Đến nơi rồi, anh về đi. Trong Vũ vẫn còn cái vẻ mong chờ điều gì đó. Anh dè dặt. Em có cái gì muốn nói với anh không? Con. Tim Vũ lệch đi một nhịp, sau đó đập rộn ràng hơn. Mắt anh sáng trực lên đầy hy vọng, như ánh sao sáng trên trời. Anh đang mong chờ một lời yêu, hay đại loại là như vậy, từ chính miệng của Đào. Thế nhưng một lần nữa cô lại làm cho anh thất vọng. Cảm ơn. Thế là nét mặt của Vũ hiện ra một sự hụt hẫng. Miệng anh gượng cười. Không có gì, em vô nhà đi, anh cũng về luôn đây. Cửa phòng trọ đóng mạnh lại trước mặt của Vũ. Tuy nói là về luôn, nhưng Vũ vẫn đứng đợi, cho tới khi thấy đèn trong phòng của Đào không còn sáng nữa, anh mới chịu rời đi. Lủi thủi quay trở về phòng trọ của mình, pha tạm gói mì tôm rồi ngồi ăn. Vừa ăn vừa thở dài. Có lẽ anh nghèo nên Đào chê anh cũng nên. Một nỗi mặc cảm bao phủ và bóp tắt lấy trái tim của Vũ. Anh thích Đào nhiều lắm. Đôi khi anh nghĩ rằng anh còn thích cô hơn cả bản thân của mình. Thế mà cô lại chẳng thèm ngó ngàng đến anh một cái. Thật là buồn quá. Sáng mai thức dậy, Chi đã ngửi thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp trong phòng. Nó làm cho cô tỉnh hẳn ngay, mắt sáng trực như đèn pha ô tô. Cha, sao dạo này mày giàu vậy? Mua cả đồ ăn sáng cho tao nữa. Chi sấn tới bên tô phở toàn thịt là thịt, thơm phức, mà không khỏi nịnh nọt Đào. Đúng là chỉ có Đào thương Chi thôi à. Đào đang thay quần áo trong phòng tắm, nghe Chi nói vậy cũng phải bật cười. Cô trả lời vọng ra. Có mỗi mày là bạn tốt của tao, không thương mày thì thương ai? Giả lại bây giờ tao tìm được việc làm rồi, không nhiều tiền, nhưng mà đủ ba mày một bữa sáng ngon lành á. Chi mỉm cười. Cũng phải thôi, hai người họ từ nhỏ tới lớn chơi với nhau, có cái gì cũng nói cho nhau nghe. Lúc mới lên thành phố chưa có tiền, một miếng bánh mì chia đôi. Giờ thì tốt rồi, ai cũng kiếm được việc làm. Nghĩ tới những ngày đầu khó khăn đó, Chi trừng trừng nước mắt. Đào từ bên trong bước ra, thấy Chi như vậy, chậm chậm tiến tới gần, dựa đầu Chi vào người mình. Sau đó dùng bàn tay hao gậy vỗ nhẹ lên lưng cô. Nếu nói Vũ là bạn thanh mai của Đào thì Chi cũng không kém. Chi với Đào giống như chị em ruột vậy. Có những chuyện không nói được với Vũ, nhưng có thể tâm sự cùng Chi. Điều này khiến cho Đào biết ơn Chi rất nhiều. Bất giác cô cũng trừng trừng theo Chi. Cả hai người họ lại tự lau nước mắt cho nhau, rồi tự bật cười. Đợi Chi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau thưởng thức bát phở thơm lừng. Đang ăn thì Chi thắc mắc. Mà mày làm việc gì mà nhiều tiền vậy? Dạo này tao thấy mày dùng toàn đồ hiệu, nước hoa thơm phức luôn á. Đào hơi khựng lại, chậm chậm uống hết cốc nước rồi trả lời qua loa. Cô không muốn Chi biết mình kiếm tiền bằng cách mồi chài mấy cả đại gia già. Thì làm mấy công việc bình thường thôi, nhưng mà làm nhiều việc cùng lúc, cho nên lương cũng đủ đi cho tao sắm sửa. Mà mày đừng hỏi nhiều, ăn đi. Nghe Đào nói như vậy, Chi cũng không nghi ngờ. Hẳn là Đào may mắn tìm được một công việc tốt, lại có thời gian rảnh để làm được nhiều việc cùng một lúc. Nè, nhưng mày làm nhiều việc cùng lúc vậy á,
có đủ sức không đó? Đủ mà. Mày không thấy tao rất là thảnh thơi sao? À, vậy tốt quá rồi. Mày biết không, dạo này á, mày thay đổi như vậy khiến cho tụi con trai trường mình lóa mắt luôn á. Mà tao để ý thằng Khanh nó cứ tức lắm. Bất giác khóe môi của Đào cong lên. Hắn tức thì lại càng đúng ý của cô. Không chỉ có vậy, cô còn muốn hắn vừa tức, vừa tiếc, vừa đau đớn. Cứ chờ đó mà xem cô xử lý hắn ra sao. Đôi mắt của Đào bỗng trở nên sắc lẹm. Cô hạ tông giọng xuống. Vậy thì tốt. Hơn 50 ngày sau, Đào trở về từ bản Bương. Đang ngồi trong quán bar thì cô nhận được cuộc điện thoại của thầy Thịnh. Đào sớm đoán được ông gọi cô vì chuyện gì, liền ra ngoài cửa nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia là giọng hơi lớn của một người đàn ông dân tộc. Tôi giúp cô luyện xong rồi, yểm linh hồn đứa bé vào trong búp bê. Ngày mai tôi nhờ người gửi tới cho cô. Cách sử dụng chắc cô biết cả rồi chứ? Đào đưa ngón tay vẽ chữ lên bức tượng, khóe môi cũng phải cong lên. Tôi biết rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Báo Hận Tịnh, tác giả Lương Khánh Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.